Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bán hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em là một dòng sản phẩm âm ly đến từ thương hiệu nội địa của Đức là Dus. Và dòng này sẽ có tên model là 0841. Đây là một trong những dòng sản phẩm âm ly mà ở một mức giá mà nó là cực kỳ rẻ luôn em à. Mà chất âm của nó cho ra phải nói là rất là hay. Và chưa hết, con này là một trong những dòng sản phẩm mà phải nói là 3 trong 1 cho anh em. Anh em vừa có thể nghe nhạc, vừa có thể nghe đài radio, và anh em vừa có thể chơi cả đồ bắn cassette anh em à. Còn về chất âm của những dòng sản phẩm đến từ thương hiệu của Đức và gia công linh kiện, anh em cứ yên tâm về chất lượng của dòng sản phẩm này. Đây mà anh em cùng nhìn xem qua về hình thức cũng như về thiết kế dòng sản phẩm này. Đây, ở đây chúng ta sẽ thấy là trung tâm thì sẽ có một cái đài radio sáng đèn nó rất là đẹp nha anh em. Con này thì anh em sẽ thấy là các nút chức năng. Đầu tiên là nút nguồn nha anh em. Còn bên đây là nút này để anh em bế tín hiệu nghe nhạc. Còn đây là nút để mang em đến tín hiệu nghe đài radio nha anh em. Còn đây là nút để điều chỉnh về volume, ba lăng, bass và track. Còn đây là nút ở đài đài nha anh em. Còn đây là đồ bắn cassette nha anh em. Chung nó vẫn hoạt động rất là tốt. Đây, em phải mở ra. Đây, em mở nắp coi nha anh em. Chung đồ bắn cassette này hoạt động rất tốt nhưng mà. Còn về mặt sau trong sản phẩm này, đây thì nó sẽ có cái cổng mà kết nối nha anh em. Đây, cái này anh em sẽ có hai cổng kết nối loa và một cổng kết nối AV nha anh em. Anh em mua thì mình tặng luôn cho anh em hai cái dắt chuyển để mà ra loa và cái đầu 5 chấu này để ra AV nha anh em. Còn đây là cổng cho anh em cắm anten nghe đài radio. Và giá Nhật đã làm cho anh em phải nói là cực kỳ tốt anh em ạ. Chỉ với 2.900.000 đồng. Và nếu anh em muốn mua thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Và bây giờ mình sẽ vào ngay bài test chất âm của con này. Mời anh em. Cuộc đời có lẽ không.
và chất âm của Dust 0841 nghe phải nói là rất là hay anh em à. Đặc biệt con này có một cái giải xếp nghe rất là rộng nha anh em, nghe sâu và sắc sảo và nghe rất là bén anh em à. Đây cũng là một trong những đặc trưng của những dòng sản phẩm âm ly đến từ thương hiệu của châu Âu nha anh em. Rồi anh em thấy sao về tổng quan Dust 0841 thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Auto. Nếu thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Auto nhé. Xin chào và hẹn gặp anh em trong những video tới. Bye.